Ghé vô nhà bà già chơi. Dạ. Bà già bao nhiêu tuổi rồi? Tao không biết. Bao nhiêu tuổi? 90 tuổi nha. 90 tuổi. Đó nè. Tao 70 à. Cái này mùng họ 70, cái này mùng họ 90. Ồ, 90 rồi à. À, 90. Ờ, đó. 90 tuổi đó. Dạ. 90 tuổi. Gia nhập chục qua ai nhà đất nào á. Nhà nước làm. Ờ, 90 tuổi mà khỏe vậy đó hả? Ờ. Sống có một mình không con? Không có con, có một đứa con tha vợ rồi. Con cảm ơn. Ấm cái này mềm với ấm sữa uống. Có sữa. Cảm ơn. Dạ khỏe nha. Dạ anh. Hello đi không bà già ha. Dạ ha. 90 tuổi. Tính nhà họ mình không nhớ tuổi mình bao nhiêu luôn á thầy. Một bà cụ là dân tộc gì? Bà hụt dân tộc Kinh hay là gì? Không phải. Dân tộc đồng bào gì Hờ Mông ED hay là cái gì đó cái nào bà gì còn đi không chắc không hiểu không hiểu đâu nói trên tả giờ đó trên đình giờ người gì bà già người gì người Kinh đây này bà già là trên tóc dân tộc gì dân tộc Cà Ràng trời dạ 90 tuổi rồi hơn 90 tuổi rồi dân tộc Cà Ràng mộng được Pháp và được có biết đó Phật không dạ con cảm ơn bà nha dạ bà ô đẹp đoàn này nhà con đẹp nhá đó là nhà để uống đẹp đoàn nấu ăn con neo đơn rồi bà cụ neo đơn cái mà trò tức là cho từ từ để dành ăn cho gì dễ dành nữa thầy có tối ngủ có lạnh không của bà này ấm này dạ cảm ơn rất là cảm ơn cái mền kia ấm hơn cái mền thầy cho ấm hơn lấy cái mền dạ cảm ơn nó là quần áo cũ người ta cho gì mặc cái nấy thôi cảm ơn về không dán đồ lắm luôn. Ừ. Cảm ơn. Bà già khỏe mạnh nha. Dạ. Ăn ngon nha. Cảm ơn. Bà già nha. Dạ, cảm ơn. Đây, cô qua. Gia đình này thì con hấp nó, con nó hấp nhà sư cô. Ôi trời ơi.
Làm gì á? Tôi đang mặc cái áo. Vừa vừa vườn vào. Dạ, dạ. Con cảm ơn. Con có học. Dạ. Con Trang ạ. Không, con Trang này rồi. Nó có gồm có C là để cô uống lên, cô bị tăng để kháng lên. Dạ dạ. Cái này là sữa bắp dán mình nữa, nhỏ mình dán. Dạ dạ. Chắc sữa cho mấy đứa nhỏ kẹo cho mấy nhỏ với đây. Dạ. Trang này nấu gói con nghỉ nằm ấm cho mùa đông nha. Dạ dạ. Con Tết vui vẻ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ. Con cảm ơn thầy. Ăn Noel vui vẻ nha con. Con trai. Cảm ơn cô. Ăn Noel vui vẻ nha cô.